Mến chào quý cô chú và các bạn. Hôm nay là cái ngày lễ Noel, là ngày 24 tháng 12 năm 2022. Mình đến nhà thờ Gạch Giá. Hôm nay mình đến đây là mình để chia sẻ mừng Giáng sinh ở nơi đây. Năm nay thì ở đây thì mình coi như là thuộc về tỉnh Kiên Giang, thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thì thời tiết ở đây thì cũng bình thường, cũng không lạnh lắm, chỉ mát mẻ thôi. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ đi vào thôi. Đây là cái đường đi vào ở nhà thờ này. Thì nhà thờ này cũng mới vừa làm lễ thôi, mới vừa tang lễ nè. Mình sẽ quay sơ lược một vòng ở bên ngoài cho bà con mình xem luôn. Thì cái nhà thờ này là coi như là cũng là lớn nhất ở thành phố Gạch Giá so với các nhà thờ khác. Đây số khách tụ họp đến đây thì cũng là rất đông nè. Rồi mình sẽ đi dạo một vòng. Đây trang trí những tượng đá để cho các khách quan đến đây chụp ảnh nè. Đây có bài trí những ấn tượng để cho các khách chụp hình. Đây có cái tổ chức cái sân khấu ở đây là để phục vụ làm lễ nè. Có thể là hát những cái bài hát về Chúa. Rồi mình sẽ đi thẳng vào nhà thờ này, mình tham quan trong đây coi như thế nào ha. Đây cái cửa mình đang đi vào nè. Đây mới vừa làm lễ vào nên mình mới đi vào được nè. Đây nhìn vô trong thì cũng rất lộng lẫy. Đây phía trong chính điện. Đây thì phía trên trên không gian phía trên. Đây là không gian từ phía bên ngoài nè. Khu vực bên hông của nhà thờ nè. Đây, trang trí những cái bức ảnh của Chúa. Đây trang trí ở phía bên hông nhà thờ cũng có một dãy giáo xứ Gạch Giá mừng Chúa Giáng sinh 2022. Đây đây cũng các khách đến đây chụp hình. Vậy chắc có lẽ mình xin kết thúc video clip này. Cảm ơn quý cô chú và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chúc các cô chú và các bạn có một ngày Giáng sinh thật là vui vẻ, thật là ý nghĩa và hạnh phúc bên mái gia đình.
Rồi, mình xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.